Gì vậy anh? Sáng sớm ra chúng con nhìn mọi tạo vật của cha một cách vui tươi, những cánh đồng hoa huệ. Bản thân tôi ấy Giêsu biết lo lắng cho tôi trọn đời, ngày đẹp xin vui tươi thay quá quân trong muôn người. Thật tôi xem Chúa như hoa huệ, như chúng hương thơm nhẹ nhàng, ngày đôi thay ác tâm từ nay trắng trong ven toàn. Bị Giêsu an ủi lúc bối rối cho bình an, bảo rằng mọi điều sầu thống nên giao ta mang. Thật Giêsu rít nhiều hoa huệ, như chim sau mai rạng ngời, ngày vui tươi bay xinh đẹp thay quấn quấn muôn người. Giêsu rít gánh bi thương tôi, lao rao bao nhiêu lụy trào, là ngọn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào. Tôi bỏ muôn muôn sự xa ném bao nhiêu tường hình, lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Dẫu khi nhân gian khinh chê chán lắm, lúc gia tăng gà tôi, chỉ nhờ Giêsu đạt tính an nên vô hồi. Thật Giêsu rít như hoa huệ, như chín sao mai rạng ngời, ngày vui tươi bay xinh đẹp thay quán quân muôn người. Như chín sao mai rạng ngời, ngày vui tươi bay xinh đẹp thay quán quân muôn người. Hồi tôi đây sống bởi đức tin và nghĩ bằng ngôi trọn tình, ngài thật không xa tôi, không bỏ tôi đi một mình. Lửa linh bao phủ xung quanh tôi nên bốn tâm không bồi hồi, nhờ mà na Chúa ban hồn tôi đổi thay nó rồi. Tôi bay lên đây vinh quy, thấy rõ thiên nhang đẹp xinh, chỗ nguồn cửa lạc đầy giấy tu ra muôn hình. Thật Giêsu rít như hoa huệ, như chín sao mai rạng ngời, ngày vui tươi bay xinh đẹp thay quán quân muôn người.